Chúng ta sẽ có 15 câu hỏi. Trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc 5, mốc 10 và mốc 15. Bạn sẽ có 3 sự trợ giúp là 50-50. Gọi điện thoại cho người thân hoặc là hỏi ý kiến khán giả. Bạn đã sẵn sàng chưa? Thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên. Chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 4. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Xin chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Thưa quý vị, người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 5. Phần thưởng hiện nay đang là 2 triệu đồng. Và đến với câu số 6 thì phần thưởng sẽ tăng lên là 3 triệu đồng. Và từ câu hỏi này thì bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Xin mời câu hỏi số 6. Xin nhờ máy tính bỏ giúp tôi 2 phương án sai. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 7. B. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 8. Gọi điện thoại cho người thân. Rồi, chúng ta đang có tín hiệu. Với câu này tôi trợ giúp cho bạn đáp án là C. Lựa chọn phương án C. Và đáp án đúng của câu này phương án C, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 9. Hỏi ý kiến khán giả, xin mời. Và đáp án đúng của câu này D.
câu hỏi số 10. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng các nhà thông thái ạ. Với câu này tôi trợ giúp cho bạn đáp án là B. Tôi xin trợ giúp câu hỏi này là đáp án D. Và với câu hỏi này thì sáu xin trợ giúp cho người chơi là đáp án D ạ. Đáp án D là đáp án cuối cùng. Và đáp án đúng của câu này đề hoàn toàn chính xác. Người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 10. Phần thưởng hiện tại đang là 22 triệu đồng. Và nếu vượt qua câu số 11 thì phần thưởng sẽ tăng lên 30 triệu đồng. Bạn đã sẵn sàng đến với câu số 11 chưa? Xin mời câu số 11. Bạn có hai sự lựa chọn, xin dừng cuộc chơi ở đây. Nhưng nếu bây giờ bạn được lựa chọn, cái này là hoàn toàn là giả dụ thôi, bạn sẽ lựa chọn phương án nào? Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi. Có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn bạn.